giữa tầng không đoàn tiên nga xuất hiện. Trên kiệu hoa kìa chính hằng nga, thiếp sinh từ gia thiên nhân, nhờ uống thuốc trường sinh nên thiếp phải về nơi quán hàng cung. Xin tả chúc ơn tri ngộ ban đầu, hằng nga ơi sao bỏ ta đành đoạn dung. Gấm bát vàng ôi mộng ảo phù dân, ta ăn năn cũng đã quá muộn, trước thảm trạng đau lòng. Nàng về nơi cung hoàng xa xôi, để hận sầu ta biết thuở nào vui. Đền tội với muôn dân, lưu tiếng muôn đời tàn bao bất minh. Nghệ chuyện xưa bân quân tất giả, gầm cuộc đời như một giấc nam khang.